Thưa thầy Hạnh Tuệ, cho con hỏi, ví dụ mình muốn tìm vị minh sư như thầy Hạnh Tuệ đầy đủ giới hạnh thì cần phát nguyện thế nào? Có hai việc sư cần nói trước. Thứ nhất là sư chưa bao giờ tự nhận mình là vị minh sư, và thứ hai sư cũng chưa bao giờ tự nhận mình là một vị thầy giới hạnh. Cho nên là quý vị đưa cái này lên thì sư phải rất là cẩn trọng. Muốn biết một vị nha, vị ấy có phải là một vị minh sư hay không, thì phải lắng nghe những lời vị ấy nói và đối chiếu với kinh và luật. Nếu như lời vị ấy nói tương ứng với kinh, tương ứng với luật, thì vị ấy là vị đã lắng nghe lời dạy Thế Tôn một cách chính xác. Căn cứ để xem một vị có phải là một vị minh sư hay không thì phải xem lời vị ấy nói và đối chiếu với kinh và luật. Sư nhắc cho quý vị nhớ giùm sư, nói đi nói lại, phải nhớ chuyện đó. Chứ bây giờ đâu có ai tự nhận mình tôi là tà sư, đó không hề có. Quý vị không bao giờ tìm một ai mà tự nhận mình là tôi là tà sư hết trơn. Cho nên là chúng ta phải tỉnh táo và đối chiếu với kinh và luật. Điều quan trọng phải nói ba lần. Phải đối chiếu với kinh và luật. Cái thứ hai nữa, muốn biết giới hạnh của một vị như thế nào thì hãy ở gần gũi sống chung với vị ấy, chứ không phải mình chỉ đơn giản mình nhìn vẻ bề ngoài. Sợ nhất là mình cứ nhìn cái vẻ bề ngoài rồi mình cuồng thì nó rất là nguy hiểm. Và xin mời rồi mình muốn làm sao để được như vậy thì xin thưa là mình phải học giáo lý, phải học giáo lý, đừng có nguyện. Sư nói quý vị nguyện tức là mình mong muốn, mà muốn là phải làm. Giống như tôi muốn ăn no, không thể nào mình nguyện là bây giờ tôi nguyện cho tôi được no bụng, không có. Mà mình phải đi làm, rồi mình nấu, mình kiếm tiền, rồi mình có mua gạo, mình nấu cơm, rồi mình ăn, lúc đó mình mới no. Chứ mình muốn không thì ở đâu ra. Đó. Đó là trong cái kiếp hiện tại ha. Và sư nói rất nhiều lần rồi, đừng hứa hẹn tương lai. Bởi vì kiếp sau ai biết mình đi lên hay đi xuống. Cái chuyện mình đi lên hay đi xuống mình còn chưa biết nữa mà hứa. Hiện tại bây giờ tôi chưa biết tôi có tìm được minh sư hay không, nhưng mà tôi muốn đời sau tôi cũng tìm được nữa. Thì xin thưa, ngay cả Đức Phật Ngài cũng không có dạy đệ tử mình hãy hứa hẹn đời sau, không có. Mà hãy nỗ lực ngay trong hiện tại này nè. Lắng nghe, đi tìm, lắng nghe, xem vị ấy có nói đúng pháp và luật hay không. Điều đó rất quan trọng. Và đương nhiên khi chúng ta đã nỗ lực thực hành đúng theo chánh pháp thì chúng ta sẽ đạt được lợi ích ngay trong đời này. Và chúng ta sẽ đạt được lợi ích trong đời sau nếu như chúng ta chưa được giải thoát. Đó là lời khuyên của sư. Ngoài ra thì chúng ta, sư còn có một vài video nói làm sao để đời sau gặp được chánh pháp, quý vị có thể tham khảo. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm. Và xin thưa với quý vị là các sư nha, quý vị cũng sẽ rất là khó, và sư nghĩ chắc tìm không ra đâu một vị sư nào dám tự nhận mình là minh sư và dám tự nhận mình là một vị gọi là giới hạnh trong sạch hoàn hảo như vỏ ốc, thì sư không dám. Sư tin là cũng không vị nào nhận cái đó. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa vậy, thật là đúng như vậy, thưa vậy, đúng như vậy. Tại vì khi mà nói là để biết một người á, để biết rõ một người như thế nào á, như trong trường hợp này nói là muốn tìm gọi là minh sư, đúng không?
thì chỉ nói là những cái đoạn ngắn thôi, muốn tìm minh sư thôi, chứ đừng có để khỏi đề cập sư sư hành tại ở đây đó, muốn tìm vị minh sư mà đó, có giới hạnh này nọ đó. Thì đúng là rõ ràng, thưa vị, đúng là rõ ràng. Cái này á, khi mà nói vấn đề này á, là có ở trong hai bài kinh rất là tiêu biểu mà sư rất là tâm đắc. Đó là một bài kinh ở trong Tương Ưng, Tương Ưng của Xá Lá, thưa vị, liên quan tới Bồ Đề Bồ Đề, và cũng ở trong kinh tập cũng có, thì nói là làm sao biết tính chất của một người, làm sao biết bản bản chất của một người. Thì như Đức Hạnh Tại nói, thưa quý vị, muốn nghe là mình muốn biết một người đó như thế nào, thứ nhất mình phải cộng chú chung với người đó. Rồi mình phải nói rõ nghe, cộng chú trong một thời gian dài nha, rồi mình phải có cái, rồi mình có cái giới hạnh như cái vị đó, mình hiểu rõ giới hạnh gì đó, rồi lại là trong một cái, rồi lại khi á, mà lúc mà gọi là lúc mà trải qua những cái thời điểm khó khăn, thưa vị, những khó khăn, những điểm gọi là những cái thời điểm thử thách đó, đúng không, những cái thời điểm mà thử thách đó, thì mình quan sát người đó đối diện với phân cái tám pháp thế gian đó, tâm người đó dao động như thế nào, rồi rồi thậm chí là mình nó phải có cái trí tuệ, trí tuệ là hiểu biết, giống như Đức Phật tại đó, mình phải biết là pháp học, pháp hành, biết kinh và luật, thì mình mới phán xét được cái vị đó là có đúng là minh sư không, có đúng là giới hạnh hay không. Đó là những cái điều kiện mà Đức Phật dạy cho ông vua Bồ Đề để cho mình biết một cái bản chất một người thế nào. Chứ còn nếu mà mình nhìn bên ngoài với những cái dữ kiện hời hợt là cái hình tướng vị đó, không đi đứng trang nghiêm, nói năng khẽ này nọ cái kiểu này nọ, không cái hình thức bên ngoài lúc nào là mình gặp á, cái vị sư vị đó, đó là cũng như hình tướng nó hoàn hảo, không thậm chí là nói pháp á, nói pháp cái kiểu này nọ, không cũng khéo léo nữa. Khéo léo cái nghĩa là cái khéo léo đây là sao, là đôi khi là cái nói pháp á, thì đúng là nói thì cái gì cũng nói là trong là Phật dạy trong kinh tạng này nọ, không? Nhưng mà mình không đủ trí, mình không kiểm chứng, mình không biết đó là cái vị đó là có thật sự là có nói là nói pháp đó, là tuy nói Phật dạy nhưng mà có người gốc không, có đúng không không đó. Cho nên chung quy lại là để nhận biết một người, một vị là gọi là tạm gọi, sẽ gọi tự tại tự minh sư này, nó nếu mà nó rốt ráo là nó phải là thánh, thưa vị, nếu mà nó rốt ráo nha. Đó. Ở đây sử dụng từ minh sư là mình mượn thôi, mượn thôi, ít nhất là cái vị đó có chánh kiến, nó đúng là gì, ít nhất cái vị đó có chánh kiến nè, rồi có cái giới hạnh, có cái giới hạnh mà tương đối, không không có bị lủng những cái giới trọng như vậy, đó là làm mình chấp nhận được. Thì mình muốn biết đó là những gì đó, thứ nhất là mình phải cộng chú chung một thời gian dài của vấn đề, rồi mình phải có đầy đủ giới, có giới hạnh gì đó làm sao, đúng không? Rồi trong cái thời gian mà thử thách đó, trải qua những thử thách đó, mình xem cái vị đó đối diện với tám pháp thế gian thế nào, đúng không? Rồi với cái trí tuệ mình đó, có học có hành, đúng không? Rồi mình nhận biết, mình mới phân tích, mình mới gọi là đưa ra cái nhận định là trong một thời gian dài như vậy đó, là cái qua cái thân khẩu ý vị đó là nó có đúng không, có đúng theo là Phật dạy không, mà cái giới hạnh vị đó như thế nào thì mới kết luận được đó. Thì quan trọng nhất là vẫn à, để tóm gọn lại gì, mình mới là học và hành thôi mình mới biết được, còn không, còn không là mình nói phát nguyện thì khó, mình phát nguyện thôi, nhưng mà mình không không có hành thì cũng không có thành tựu được thôi. Thì xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.